Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Hạnh Helix. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái hoa lan 5 cánh đơn giản giống như thế này. Và mình cũng sẽ giới thiệu đến các bạn 4 cái mũi móc cơ bản nhất dành cho những người mới bắt đầu. Gồm có mũi bính, mũi móc đơn, mũi móc kép và mũi dời. Thì các bạn mới học móc á, cần nắm rõ 4 cái mũi móc cơ bản này và mình luyện tập cho nó nhuần nhuyễn. Sau này khi mà các bạn gặp những cái mũi phức tạp hơn thì mình cũng làm được nha. Mình dùng len mi bò và kim móc số 4. Trước tiên mình sẽ tạo một cái nút thắt. Các bạn đâm kim vào đây. Mình móc lên hai mũi bính. Mũi bính thứ nhất. Mũi bính thứ hai. Sau đó mình đâm kim vào cái mũi bính thứ nhất này. Mình móc vào đây 5 cái mũi móc đơn. Thì 5 mũi móc đơn này sẽ tương ứng với 5 cái cánh hoa mà một lát nữa mình tạo. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Sau đó mình đâm kim vào cái mũi móc đơn thứ nhất này, móc vào đây một mũi dời. Mình móc lên hai mũi bính. Một, hai. Tiếp tục mình sẽ móc vào đây tổng cộng là 3 mũi móc kép vào cùng một chân móc. Mũi móc kép thứ nhất, mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba. Sau đó mình móc lên hai mũi bính. Một, hai. Để kết thúc cái cánh hoa đầu tiên này, mình sẽ móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục mình sẽ móc lên hai mũi bính. Một, hai. Mình sẽ móc vào cái chân móc tiếp theo, móc vào đây 3 mũi móc kép vào cùng một chân. Mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, mũi móc kép thứ ba. Tiếp tục móc lên hai mũi bính. Kết thúc cánh hoa, móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi bính. Đâm kim vào cái chân móc thứ ba này, mình móc vào đây 3 mũi móc kép. 1, hai. Ba. Tiếp tục mình móc lên hai mũi bính. Sau đó mình đâm kim vào cái chân móc này luôn, móc vào đây một mũi dời. Tương tự mình sẽ làm cái cánh hoa thứ tư và thứ năm. Một mũi bính.
hai mũi bính, mỗi một kép thứ nhất. Một kép thứ hai. Một kép thứ ba. Lên hai mũi bính. Móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục làm cái cánh hoa cuối cùng. Một mũi bính, hai mũi bính, mỗi móc kép thứ nhất, mỗi móc kép thứ hai, mỗi móc kép thứ ba. Móc lên hai mũi bính, kết thúc cánh hoa, mình sẽ móc vào đây một mũi dời. Bây giờ mình sẽ rút cho cái phần nhị hoa này nó nhỏ lại. Mình dùng kim để giấu đi cái phần chỉ dư này lại nha các bạn. Mình đã móc xong cái hoa len 5 cánh cực kỳ đơn giản như thế này. Chúc các bạn thành công nha.